Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 127. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đan thì khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình. Người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành. Chương 3. Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh như thể ở trong anh em vậy. Lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác, vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin. Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả. Về phần anh em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng anh em đương làm và sẽ làm những việc chúng tôi dặn biểu. Nguyện xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời và sự nhịn nhục của Đấng Christ. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã ra bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Nguyện xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Chính tay tôi là Phao-lô viết lời chào thăm này cho anh em. Ấy đó là dấu ký của tôi trong mọi thơ từ của tôi. Tôi viết như vậy. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy. Chương 6. Các môn đồ của những tiên tri nói với Elise rằng: nơi chúng tôi ở trước mặt thầy là hẹp quá cho chúng tôi. Xin để chúng tôi đi đến Giô-đan, ai nấy sẽ đốn một cây đòn tay, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng tôi. Elise đáp: hãy đi. Một người tiếp rằng: tôi xin thầy, hãy đi cùng các tôi tớ thầy. Người đáp: ta sẽ đi. Vậy người đi với họ. Đến Giô-đan, họ khởi đốn cây. Nhưng có một người đang đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. Người la lên rằng: ớ Chúa tôi, than ôi, tôi có mượn nó. Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: nó rớt ở đâu? Người chỉ chỗ cho. Elise bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên và biểu người ấy rằng: hãy lấy nó đi. Người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó. Vả vua Syri giao chiến với Israel. Người thương nghị với các tôi tớ mình mà rằng: ta sẽ đóng trại ta
tại nơi nọ nơi kia. Người của Đức Chúa Trời bèn sai nói với vua Israel rằng: khá giữ lấy, chớ đi ngang qua chỗ kia, vì dân Syria phục tại đó. Vậy vua Israel sai người đến nơi mà người Đức Chúa Trời đã chỉ cho mình và bảo trước. Người giữ lấy mình tại đó chẳng những một hai lần. Lòng vua Syria bối rối về sự ấy, bèn gọi các tôi tớ mình mà nói rằng: các ngươi há không tỏ cho ta ai trong chúng ta là người giúp đỡ vua Israel? Một người trong những tôi tớ thưa rằng: ôi vua chúa tôi, chẳng ai trong chúng tôi hết, nhưng Elishe tiên tri trong Israel tỏ cho vua Israel biết các lời vua nói trong phòng ngủ mình. Vua bèn bảo rằng: hãy đi xem người ở đâu, để ta sai bắt người. Có người đến thuật cho vua rằng: kìa, người ở tại Đô Thang. Vì vậy vua sai ngựa, xe và một đạo binh rất đông đến Đô Thang. Họ tới nơi lúc ban đêm và vây thành. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đang vây thành. Người nói với Elishe rằng: hỡi ôi chúa, chúng ta sẽ làm sao? Elishe đáp rằng: chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn Elishe cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elishe. Quân Syria kéo xuống nơi Elishe. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: xin Chúa khiến mắt quân ấy bị đuôi mù. Đức Chúa Trời bèn khiến chúng đuôi mù theo như lời cầu nguyện của Elishe. Đoạn Elishe nói với chúng nó rằng: đây không phải là đường, đây chẳng phải là thành. Hãy theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến người mà các ngươi tìm kiếm. Rồi người dẫn chúng nó đến Samari. Khi chúng nó đã vào trong Samari rồi, Elishe cầu rằng: lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho chúng nó thấy. Đức Giê-hô-va bèn mở mắt họ, họ thấy mình ở giữa Samari. Vua Israel thấy chúng nó thì nói với Elishe rằng: hỡi cha, phải đánh chúng nó chăng? Phải đánh chúng nó chăng? Elishe đáp rằng: chớ đánh. Những người vua dùng gươm và cung mà bắt làm phu tù, vua há đánh sao? Hãy dọn trước mặt chúng bánh và rượu để cho chúng ăn và uống, rồi trở về cùng chủ mình. Người bèn bày tiệc lớn cho chúng nó. Khi chúng nó đã ăn uống rồi, người tha cho chúng nó đi. Chúng nó bèn trở về cùng chủ mình. Từ đó về sau, những toán quân Syria không còn loáng đến địa phận Israel nữa. Sau các điều đó, Ben-Hadad, vua Syria, nhóm cả đạo binh mình đi lên vây thành Samari. Trong Samari đang có sự đói kém lớn lắm. Thành bị vây hãm lâu ngày, đến đổi một cái đầu lừa bán 80 siếc lơ bạc và một góc tư ô phân bồ câu bán 5 siếc lơ bạc. Khi vua Israel đi ngang qua trên tường thành, có một người đàn bà kêu người rằng: ôi vua chúa tôi, xin cứu tôi. Vua nói: nếu Đức Giê-hô-va không cứu ngươi thì ta lấy đâu đặng cứu ngươi? Bởi sân đạp lúa hay là bởi nơi ép rượu sao? Vua lại rằng: ngươi có chi? Nàng thưa rằng: đàn bà này nói với tôi rằng: hãy cho con trai chị, hầu ngày nay chúng ta ăn thịt nó, ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai ta. Vậy chúng tôi có nấu thịt con trai tôi và ăn. Ngày mai tôi có nói với người rằng: hãy cho con trai chị, hầu chúng ta ăn nó. Nhưng người có giấu con trai mình. Khi vua nghe lời của người đàn bà này thì xé quần áo mình. Bây giờ người đang đi ngang qua trên tường thành, dân sự xem thấy người phía trong mặc cái bao sát vào thịt mình. Vua la lên rằng: nếu ngày nay đầu của Elishe con trai của Sa-phát hãy còn ở trên vai nó, nguyện Đức Chúa Trời xử ta cách nặng nề. Elishe đang ngồi trong nhà mình và các trưởng lão ngồi chung quanh người, thì vua sai một sứ giả đi trước mình đến cùng tiên tri. Nhưng khi sứ giả chưa đến, Elishe nói với các trưởng lão rằng: kìa, hãy xem,
con kẻ sát nhân kia sai người đến đặng cắt đầu ta, khá coi chừng. Vừa khi sứ giả đến, hãy đóng cửa lại, dùng cửa xô đuổi nó đi. Các ngươi há chẳng nghe tiếng bước của chủ nó sau lưng nó sao? Người còn đương nói, chúng thấy sứ giả đến. Vua cũng đến nói với Elise rằng, tai nạn này đến bởi Đức Giê-hô-va. Vậy ta còn trông cậy nơi Đức Giê-hô-va làm chi? Chương 7. Elise bèn nói rằng, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngày mai tại giờ này, nơi cửa thành Samari, một đấu bột lọc sẽ bán một siếc lơ, và hai đấu lúa mạch sẽ bán một siếc lơ. Quan cai nâng đỡ vua đáp với người Đức Chúa Trời rằng, dầu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Elise đáp, chính mắt ngươi sẽ thấy, nhưng ngươi không đặng ăn đến. Tại cửa thành có bốn người phung nói với nhau rằng, chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi? Nếu chúng ta nhất định vào thành thì ở đó có đói kém và chúng ta sẽ chết đói. Bằng chúng ta cứ ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy chúng ta hãy qua trại quân Syria. Nếu họ dung thứ ta thì ta sẽ sống. Bằng họ giết đi, dẫu thế nào chúng ta cũng sẽ chết đó thôi. Vậy lúc chạng vạng, các người phung trỗi dậy đặng đi đến trại quân của dân Syria. Khi tới đầu trại quân, họ chẳng thấy ai ở đó hết, vì Chúa đã khiến trại quân Syria nghe tiếng xe, ngựa và tiếng đạo binh lớn, nên nổi dân Syria nói với nhau rằng, kìa, vua Israel đã mướn vua dân Hê-tít và vua Ê-díp-tô đặng hãm đánh chúng ta. Chúng liền trỗi dậy, chạy trốn lúc chạng vạng, bỏ các trại, ngựa và lừa mình, để trại quân mình như cũ. Chúng trốn đặng cứu mạng sống mình. Khi các người phung kia đến đầu trại quân, bèn vào trong một trại ăn và uống. Đoạn họ lấy bạc, vàng và quần áo đem đi giấu. Chúng trở lại vào trong một trại khác, ở đó cũng lấy những của cải mà đem đi giấu luôn. Bây giờ họ bèn nói với nhau rằng, chúng ta làm chẳng phải. Ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy ta hãy đi báo tin này cho nhà vua. Chúng liền đi gọi quân canh cửa thành thuật cho họ rằng, chúng tôi có đi đến trại quân Syria, thấy chẳng có ai hết, cũng không nghe tiếng người nào, chỉ thấy những ngựa và lừa đang cột và những trại bỏ lại như cũ. Quân canh cửa bèn gọi người đi báo tin ấy vào trong đền vua. Vua trỗi dậy ban đêm, nói với các tôi tớ mình rằng, ta sẽ bày tỏ cho các ngươi điều dân Syria toan làm cho chúng ta. Chúng nó biết chúng ta đói, nên chi họ đã ra khỏi trại quân mình đặng phục trong đồng. Chúng nó đã nói nhau rằng, khi dân Israel ra khỏi thành, chúng ta sẽ bắt sống chúng nó, rồi chúng ta sẽ vào trong thành. Một người tôi tớ của vua thưa rằng, kìa, ngựa còn sót lại cũng hao mòn như đoàn dân Israel còn lại ở trong thành. Về sau, nó quả sẽ đồng số phận cùng đoàn dân đông đã chết mất. Vì vậy, ta hãy truyền lệnh cho người nào bắt 5 con ngựa trong số còn lại đặng đi dò thám. Vậy, chúng lấy 2 cái xe thắng ngựa vào, rồi vua sai người đi theo đạo quân Syria mà rằng, hãy đi xem. Chúng đi theo họ cho đến Giô-đanh, thấy khắp dọc đường đầy những quần áo và đồ đạc mà quân Syria đã quăng trong lúc chạy trốn hối hả. Các sứ giả trở về thuật lại cho vua hay. Dân sự bèn kéo ra cướp lấy trại quân Syria, đến đổi một đấu bột lọc bán một siếc lơ và 2 đấu lúa mạch cũng bán một siếc lơ, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Vua các quan cai nâng đỡ mình canh giữ cửa thành, nhưng dân chúng đạp dẹp người tại nơi cửa thành, và người chết y như người của Đức Chúa Trời đã nói trước khi vua đến kiếm người. Vả lại, việc xảy ra như lời người của Đức Chúa Trời đã nói với vua rằng, ngày mai tại giờ này, nơi cửa thành Samari, 2 đấu lúa mạch sẽ bán một siếc lơ, và 1 đấu bột lọc cũng bán một siếc lơ. Rồi quan cai có đáp với người của Đức Chúa Trời rằng,
dẫu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Elise bèn tiếp rằng, mắt ngươi sẽ thấy điều đó, song ngươi không ăn đến. Ấy là điều xảy đến, vì dân chúng đạp dẹp người dưới chân tại cửa thành và người chết. Chương 8. Elise bèn nói với người đàn bà là mẹ của đứa trai mà người đã khiến sống lại rằng, hãy trỗi dậy, đi với người nhà ngươi, ở ngủ nơi nào ngươi ở được, vì Đức Giê-hô-va đã định dẫn cơn đói đến. Kìa, nó sẽ đến trong xứ 7 năm. Vậy, người đàn bà ấy đứng dậy, vâng theo lời của người Đức Chúa Trời, cùng người nhà mình đi kiều ngụ 7 năm trong xứ Philippines. Cuối 7 năm, người đàn bà ấy ở xứ Philippines trở về, đi đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Vả, vua đương nói chuyện với Gehazi, tôi tớ của người Đức Chúa Trời mà rằng, ngươi hãy thuật cho ta hết các công việc lớn mà Elise đã làm xong. Gehazi đang thuật cho vua hay thế nào Elise đã khiến một kẻ chết sống lại. Kìa có người đàn bà là mẹ của đứa con trai mà Elise đã khiến cho sống lại, đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Gehazi tâu rằng, ôi vua chúa tôi, kìa là người đàn bà ấy, và này là con trai nàng mà Elise đã làm cho sống lại. Vua bèn hỏi nàng, thì nàng thuật công việc cho người. Đoạn, vua cắt một quan hoạn theo nàng mà rằng, hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng, và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng, từ ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay. Elise đi đến Đa-mách. Bây giờ, Ben-Hadad, vua Syri, đau. Có người nói với vua rằng, người của Đức Chúa Trời mới đến đây. Vua bảo Hasael rằng, hãy lấy đem theo một lễ vật, đi đón người của Đức Chúa Trời. Cậy người cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng, ta sẽ được lành bệnh này chăng? Vả, Hasael đi đón người của Đức Chúa Trời, dẫn theo mình 40 lạc đà, chở mọi món tốt nhất có tại Đa-mách, đặng làm của lễ cho người của Đức Chúa Trời. Người đến ra mắt Elise mà thưa rằng, con trai ông là Ben-Hadad, vua Syri, đã sai tôi đến ông đặng hỏi rằng, tôi sẽ được lành bệnh này chăng? Elise đáp rằng, hãy đi nói với người rằng, vua sẽ được lành bệnh. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho ta biết, người hẳn sẽ chết. Người của Đức Chúa Trời ngó chăm Hasael lâu đến đổi người phải hổ thẹn rồi cất tiếng lên khóc. Hasael hỏi rằng, cớ sao chúa tôi khóc? Elise đáp rằng, bởi ta biết ngươi sẽ làm thiệt hại cho dân Israel. Ngươi sẽ châm lửa các thành kiên cố của chúng nó, giết các kẻ trai trẻ bằng gươm, chà nát con nhỏ và mổ bụng đàn bà con nghén của chúng nó. Hasael tiếp, nhưng kẻ tôi tới ông là ai? Chẳng qua là một con chó đó thôi, sao làm nổi công sự lớn dường ấy? Elise đáp rằng, Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ta biết rằng, ngươi sẽ làm vua Syri. Hasael bèn lìa khỏi Elise và trở về cùng chủ mình. Chủ hỏi rằng, Elise nói với ngươi sao? Người thưa, Elise nói với tôi rằng, chúa chắc sẽ lành mạnh. Ngày mai, Hasael lấy cái mền nhúng nước, đắp trên mặt Ben-Hadad, thì người chết. Rồi Hasael làm vua thế cho người. Năm thứ năm về đời Joram, con trai Ahab vua Israel, thì Joram, con trai Josaphat vua Juda, lên ngôi làm vua Juda, đang khi Josaphat còn trị vì. Lúc lên ngôi, người đã được 32 tuổi, người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người đi theo con đường của các vua Israel y như nhà Ahab đã làm, vì con gái của Ahab là vợ người. Vậy, người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Song Đức Giê-hô-va nhân vì David tôi tớ của Ngài, không muốn tuyệt diệt Giu-đa, bởi Ngài đã hứa để dành một ngọn đèn cho David và cho dòng dõi người mãi mãi. Trong đời Joram, dân Ê-đôm phản nghịch cùng Giu-đa và lập vua lên cho mình. Bây giờ, Joram qua Sai-rơ đem theo hết thảy xe binh mình. Người trỗi dậy ban đêm, hãm đánh quân Ê-đôm
và các quan cai xe lính họ vẫn vây chung quanh người. Quân lính người thoát khỏi về trại mình. Ấy vậy, dân Edom phản nghịch, chẳng suy phục dân Juda cho đến ngày nay. Đồng một lúc ấy, Libna cũng phản nghịch. Các chuyện khác của Joram, mọi việc người làm, đều đã chép trong sách sử ký về các vua Juda. Joram an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn với họ tại trong thành David. Achazia, con trai người, kế vị người. Năm thứ 12 đời Joram con trai Ahab vua Israel, thì Achazia con trai Joram vua Juda lên ngôi trị vì. Achazia được 22 tuổi khi người lên làm vua và cai trị 1 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Athali, cháu gái của Omri vua Israel. Người đi theo con đường của nhà Ahab, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va y như nhà ấy đã làm, vì người là rể của nhà Ahab. Người đi với Joram, con trai Ahab đến Ramot tại Galaad đặng giao chiến cùng Hazael vua Syri. Nhưng quân Syri làm cho vua Joram bị thương. Người bèn trở về Gitreel đặng chữa lành những vết thương người bị bởi quân Syri tại Ramot khi đánh giặc cùng Hazael vua Syri. Achazia, con trai Joram vua Juda, đi xuống Gitreel đặng thăm Joram con trai Ahab vẫn đau liệt nằm tại đó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.